Vàng chứng lại quan sát mất bao lâu để tăng tiếp. Không dừng lại như vàng thế giới, vàng trong nước đánh chiếm mốc 50 triệu đồng một lượng. Venezuela đòi vàng, ngân hàng Trung ương Anh tuyên bố không trả. Năm đầu tiên của tổ hợp vàng lớn nhất thế giới vượt qua dự kiến. Tất cả sẽ có trong bản tin tỷ giá FBNC ngày hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tỷ giá FBNC. Và mở đầu thì hãy cùng với Ngọc Mai điểm qua những thông tin quan trọng trên thị trường vàng thế giới. Thưa quý vị, như FBNC đã đưa trong bản tin cuối tuần trước, là 70% các chuyên gia của Kitco News dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Tuy vậy, bước vào phiên giao dịch đầu tuần thứ hai, chúng ta đã thấy được sự chỉnh lại nhẹ của vàng thế giới. Và theo các chuyên gia, đây là sự chỉnh lại trong ngắn hạn để điều chỉnh. Trong khi thị trường vàng New York ở Mỹ vẫn đóng cửa nghi lễ cuối tuần, thì vàng thế giới giao dịch trên Kitco đang có xu hướng giảm trong các phiên qua. Từ cuối tuần vừa qua, thì thị trường thế giới không có bất kỳ thông tin nào ảnh hưởng tiêu cực tới giá kim loại quý. Thay vào đó, mặt hàng này vẫn được hưởng lợi từ các chính sách nới lỏng tiền tệ, cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp trên thế giới. Ngoài ra, việc đồng đô la Mỹ vẫn chưa thể phục hồi so với 6 đồng tiền ngoại tệ khác, cũng là nguyên nhân khiến cho vàng được hưởng lợi. Tuy nhiên, dữ liệu trên sàn Kitco cho thấy kim loại quý đang phải chịu áp lực chốt lời từ giới đầu tư. Giá vàng thế giới giao ngày 6 tháng 7 biến động liên tục trong biên độ hẹp từ 1.770 đến 1.777,6 đô la Mỹ một ounce. Tính tới 11 giờ ngày 6 tháng 7, thì giá vàng giao dịch quanh mức là 1.770,1 đô la Mỹ ở chiều mua vào và 1.770,6 đô la Mỹ ở chiều bán ra, giảm 4 đô la Mỹ so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức độ lạc quan về xu hướng tăng dài hạn của giới quan sát vẫn không có dấu hiệu giảm. Giá vàng tương lai giao tháng 8 trên sàn Comex giảm 2,7 đô la Mỹ xuống 1.787,3 đô la Mỹ một ounce. Trong báo cáo khảo sát của Kitco, tuy 70% số chuyên gia dự báo giá vàng tuần này tiếp tục tăng, nhưng cũng có 18% số người khảo sát cho rằng giá vàng đi xuống, và 12% quyết định đứng ngoài quan sát hoặc nhận định là giá vàng sẽ đi ngang. Theo ông Mark Leibovitz, nhà xuất bản của VR Mental Resources Letter, người đã bỏ phiếu giảm giá, nói rằng ông thấy bất kỳ động thái nào tiêu cực của giá vàng thì cũng là một cơ hội để mua vào trong tuần này. Còn theo nhận định của ông Hadley Whitup, giám đốc của Lion Selection Úc, thì ngưỡng giá vàng đạt 2.000 đô la Mỹ một ounce hay 3.000 đô la Mỹ một ounce thì chắc chắn trong tầm tay. Chỉ là quá trình đạt những cột mốc này có thể sẽ mất tương đối khá nhiều thời gian. Lý do được ông đưa ra đó là việc giá vàng tăng phi mã hơn 16% kể từ đầu năm, cho thấy nỗi sợ từ Covid-19 và các chính sách kích thích kinh tế toàn cầu đã khiến dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn là vàng. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia kênh này cũng đông đảo hơn, họ tìm đến đây bởi ba yếu tố đó là triển vọng lãi suất thấp, các lĩnh vực khác của thị trường tài chính giao dịch tiêu cực và lo sợ lỡ mất cơ hội đầu tư hấp dẫn. Trở lại với giá vàng tại Việt Nam, vàng trong nước đi ngược lại với diễn biến ngắn hạn của thế giới. Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục xu hướng tăng tuần trước. Thậm chí giá vàng miếng niêm yết tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC bán ra sáng nay một lần nữa vượt đỉnh lịch sử. Chỉ trong sáng đầu tuần ngày 6 tháng 7, thì giá vàng miếng SGC dù chỉ tăng 20.000 đồng một lượng, nhưng đã đánh dấu vùng cao nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại quý trong nước, với mức 49.520.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, và bán ra đang nằm ở mức giá là 49.900.000 đồng một lượng. Tại các doanh nghiệp và tiệm vàng tư nhân cũng ghi nhận mức tăng trong khoảng là 20.000 đồng đến trên 100.000 đồng một lượng, với mức giá niêm yết bán ra sắp xỉ nhau, quanh ngưỡng là 49.800.000 đồng đến 49.900.000 đồng một lượng. Có trường hợp cá biệt đó là doanh nghiệp vàng bạc đá quý Phú Nhuận là giảm đồng loạt 40.000 đồng ở cả hai chiều và giữ giá mua vào thấp nhất ở mức là 49.150.000 đồng một lượng, như số liệu mà quý vị đang thấy ở trên màn hình. Giá vàng nữ trang 4 số 9, giá vàng 24K gần như đứng yên không có sự điều chỉnh nhiều so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Như vậy thì trong phiên đầu tuần chúng ta được chứng kiến một phiên trái chiều giữa vàng trong nước và vàng thế giới. Khi đà chứng lại của thị trường thế giới không kìm hãm được việc áp sát ngưỡng giá là 50 triệu đồng một lượng của vàng miếng. Và dường như độ hot của vàng chưa bao giờ là hết khi vàng là tài sản an toàn ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư. Không những vậy và còn được các quốc gia xem là một công cụ chống lại lạm phát tăng cao trong thời điểm Covid-19 vẫn chưa có điểm dừng. Như câu chuyện mà Ngọc Mai sắp mang đến cho quý vị trong phần tổng quan thị trường vàng sẽ cho thấy một câu chuyện trớ trêu, đó là vàng của mình mà mình không nhận lại được. Như đã nói qua ở trong phần trước, phần tổng quan này thì Ngọc Mai sẽ mang đến cho quý vị câu chuyện về đất nước Venezuela. Trong thời điểm dịch coronavirus chưa có dấu hiệu dừng lại và đang có chiều hướng bùng phát đợt hai ở nhiều quốc gia khác, thì việc một quốc gia sở hữu cho mình một khối lượng vàng khổng lồ được coi là một sự dự trữ an toàn, phòng chống tình trạng lạm phát và đảm bảo sự rủi ro sẽ ít hơn cho nền kinh tế. Tuy vậy không phải ý định nào cũng sẽ thực hiện được. Vừa qua thì Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã có quyết định từ chối trao trả lại số vàng cho đất nước Venezuela. Sự việc này xảy ra khi Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro đã yêu cầu Ngân hàng Trung ương Anh BOE, giải phóng số vàng trị giá khoảng 1 tỷ đô la đang được cất giữ trong hầm của ngân hàng này để ứng phó với đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả khủng hoảng kinh tế do lệnh cấm vận của Mỹ. Tuy nhiên, thẩm phán tòa án tối cao của Anh, Nigel City, tuyên bố không trao trả số vàng trên cho ông Maduro với lý do là London không công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Anh Mỹ và 60 quốc gia khác chỉ công nhận lãnh đạo phe đối lập ông Juan Guaido là tổng thống của Venezuela. Ngân hàng trung ương nước này gọi phán quyết này là vô lý và sẽ lập tức kháng cáo quyết định phi lý và bất thường của tòa án Anh đang tìm cách tiêu đoàn số vàng của người dân Venezuela, vốn đang rất cần để xử lý Covid-19. BOE hiện giữ kho vàng trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ của Venezuela. Ông Maduro yêu cầu ngân hàng này chuyển giao một nửa số vàng trên cho chính quyền của mình. Sau tuyên bố của thẩm phán Thi, luật sư đại diện của ngân hàng trung ương Venezuela, Saros Zewala, cho rằng phán quyết trên đã phớt lờ hoàn toàn tình hình thực tế. Ngân hàng Anh hiện cất giữ khoảng 400.000 thỏi vàng, trị giá hơn 200 tỷ bảng Anh, tương đương khoảng 250 tỷ đô la Mỹ với hệ thống hầm ngầm của mình ở trung tâm thủ đô London. Ngân hàng này được biết là nơi cất giữ vàng lớn thứ hai thế giới sau cục dự trữ liên bang New York. Tiếp sau đây, Ngọc Mai cũng muốn mang đến cho quý vị một thông tin về tổ hợp sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Paris Gold Corp vừa qua đã cho biết trong báo cáo đến ngày 30 tháng 6, thì đại dịch Covid-19 đã không ngăn được tổ hợp khai thác vàng lớn nhất thế giới của họ, vượt qua mọi dự đoán lỗ trong năm đầu tiên đi vào hoạt động. Tổ hợp khai thác mỏ vàng Nevada là một liên danh giữa Paris và Newman Corporation, đã đáp ứng cả hai mục tiêu sản xuất và chi phí trong suốt năm đầu tiên, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Theo ông Matt Bristol, CEO của Paris cho biết, đó là một khoảng thời gian bận rộn, nhưng nó thực sự đã tạo ra một điều gì đó đặc biệt, điều mà mọi người đã nói đến trong nhiều thập kỷ qua. Mỏ vàng Nevada bao gồm 8 mỏ khác nhau, trong đó bao gồm 3 mỏ là tài sản cấp 1, một mỏ vàng gọi là tài sản cấp 1 nếu mỏ vàng đó sản xuất hơn 500 ao vàng mỗi năm, và dãn Nevada hiện đang khai thác gần 4 triệu ao vàng mỗi năm. Tổ hợp khai thác vàng này sử dụng hơn 7.000 công nhân, Tính toán rủi ro lớn nhất của họ trong thời gian đại dịch là hơn một nửa lực lượng lao động của họ sẽ phải cần được cách ly cùng một lúc. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp y tế cẩn thận, con số đó đã giảm xuống còn khoảng 100 trường hợp, mặc dù số ca nhiễm bệnh tại Nevada đang tăng lên một mức cao mới. Paris Gold, sở hữu 61,5% mỏ vàng tại Nevada, nhận thấy các nhà đầu tư đã phản ứng bằng cách chuyển đổi khối tài sản dễ biến động, chẳng hạn như là cổ phiếu, sang vàng. Trong lịch sử, vàng được xem là một kho lưu trữ giá trị an toàn hơn. Tuy nhiên vẫn có dự báo cho một nền kinh tế giảm tốc trong quý 2. Ông Risto cho biết, giá vàng sẽ tăng do các hoạt động in tiền và mua bán trái phiếu diễn ra tại các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới và đây là thời điểm tốt để tham gia vào ngành công nghiệp vàng. Chuyển sang những thông tin về tỷ giá ngoại tệ. Trong phiên hôm nay, tỷ giá euro đã ghi nhận phiên tăng trở lại như bản số liệu mà quý vị đang nhìn thấy. Giá mua euro mua vào là 25.378 đồng, tăng 56 đồng, và bán ra là 26.948 đồng, tăng 60 đồng. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 6 tháng 7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 23.227 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ những cập nhật mới nhất về phần tỷ giá ngoại tệ cũng đã kết thúc chương trình tỷ giá fbnc ngọc anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình được phát sóng tiếp theo trên kênh fbnc